tóm tắt phim Vi sư sắc sảo. Khởi xướng việc nam nữ bình đẳng, Thánh Thượng đã đưa ra chính sách cho phụ nữ được đi học, nhưng lại gặp phải thế lực bảo thủ âm thầm phản đối. Vì muốn bảo đảm cho chính sách này được phổ biến thuận lợi, Liễu Ngạo Thiên, một mật thám hiệp khách giang hồ, đã trà trộn vào Học viện Hoàng Văn trở thành lão sư. Nhờ vào sự khéo léo đưa đẩy của anh, một nhóm học sinh có cá tính và thân phận kỳ lạ đã đến Học viện Hoàng Văn để học tập. Từ lúc đó, cuộc sống nhà trường muôn màu muôn vẻ bắt đầu. Trên đường đến Hoàng Văn đăng ký làm lão sư, Liễu Ngạo Thiên và thẳng nữ Lỗ Vân Phi xảy ra hiểu lầm. Không ngờ Lỗ Vân Phi cũng vào Học viện Hoàng Viên trở thành một lão sư. Từ đây, đôi oan gia này lại vừa tranh cãi ầm ĩ, vừa cùng nhau giải quyết những phiền não của đám học trò, bồi dưỡng cho chúng ngày một trưởng thành. Hai người dần dần phát sinh tình cảm trong lúc hoạn nạn, nhưng không ngờ một lão sư khác tên là Nhiếp Văn Tĩnh lại bất ngờ xen vào tình yêu của bọn họ. Thế lực bảo thủ âm thầm liên tiếp ra tay, phá rối Học viện Hoàng Văn. Trong lúc nguy hiểm, Liễu Ngạo Thiên đã vận dụng sự thông minh của mình cùng với các thầy cô giáo và học trò chống đỡ với những mối nguy hiểm liên tiếp xảy ra. Nhờ thế, họ đã bồi dưỡng nên sự dũng cảm, thông minh của các học trò. Cùng lúc đó, Liễu Ngạo Thiên bất ngờ phát hiện ra trong Học viện Hoàng Văn lại ẩn náu một bàn tay đen tối của thế lực bảo thủ. Các nữ diễn viên tham gia phim: Liêu Thi Thi trong vai Lỗ Vân Phi, Ngô Ánh Khiết trong vai Tống Văn Văn, Võ Lị trong vai Liêu Nhị Muội, Châu Kỳ Kỳ trong vai Mộ Dung Nguyệt, Thái Nhã Đồng trong vai Liêu Giao Giao, Phan Nghi Quân trong vai Mộ Dung Uyển Nhi và Trịnh Phối Phối.